bấy giờ các thiên tử đó dùng các hoa tốt đẹp nhất lại trong mỗi lỗ chân lông trên thân mình hóa làm chúng sinh số đồng với các mây hoa đẹp cầm hoa để giải lên đức phật cũng dường như lai tỷ lô giá na tất cả các mây hoa đẹp đều ở trên thân phật các mây hương đó khắp mưa xuống các thế giới nhiều như số hạt bụi vô lượng cõi phật nếu có chúng sinh thân thọ được mùi hương đó thì thân họ an lạc Ví như tỳ kheo nhập vào đệ tứ thiền, tất cả nghiệp chướng đều được tiêu diệt. Nếu có ai ngửi được thì các chúng sinh đó, nơi sắc thanh hương vị xúc, bên trong đầy đủ có 500 phiền não, bên ngoài cũng có 500 phiền não. Người tham nhiều thì có hai vạn một ngàn phiền não. Người sân nhiều thì có hai vạn một ngàn phiền não. Người si nhiều thì có hai vạn một ngàn phiền não. Người tham sân si đồng nhau thì có hai vạn một ngàn phiền não. Biết rõ như vậy đều là hư vọng. Biết như vậy rồi thành tựu căn lành, mây gương tràng tự tại quang minh thanh tịnh nếu có chúng sinh thấy được lọng đó gieo trồng một căn lành thanh tịnh kim võng chuyển luân vương một hằng hà sa phật tử bồ tát trụ bậc chuyển luân vương này giáo hóa chúng sinh trong các thế giới nhiều như số hạt bụi trăm ngàn ức na do tha cõi phật phật tử ví như như lai nguyệt trí ở thế giới minh cảnh thường có các tỳ kheo tỳ kheo ni cư sĩ nam cư sĩ nữ ở trong vô lượng các thế giới hóa hiện thân ấy mà đến nghe pháp rộng vì họ diễn nói việc bổn xanh, chưa từng gián đoạn dù chỉ một niệm. Nếu có chúng sinh nghe được danh hiệu Đức Phật đó, thì sẽ được vãng sinh về cõi Phật đó. Bồ Tát An Trụ bậc thanh tịnh kim võng chuyển luân vương cũng lạ như thế, nếu có ai tạm gặp được quang minh đó thì sẽ đắc được bậc thập địa của Bồ Tát, vì do sức căn lành thủa xưa đã tu hành. Phật tử như được sơ thiền tuy chưa mạng chung mà thấy hết thảy cung điện của cõi phạm thiên thọ được sự an lạc nơi cõi phạm thiên, bậc đắc được các thiền cũng đều như vậy. Đại Bồ Tát trụ bậc thanh tịnh kim võng chuyển luân vương phóng quang minh thanh tịnh ma ni kế. Nếu có chúng sinh gặp được quang minh này thì đều đắc được bậc thập địa của Bồ Tát thành tựu vô lượng trí huệ quang minh, đắc được mười thứ mắt thanh tịnh cho đến mười thứ ý thanh tịnh, đầy đủ vô lượng tam muội thâm sâu thành tựu nhục nhãn thanh tịnh như vậy. Phật tử nếu như có người đem ước na do tha cõi Phật, nghiền nát làm bụi một hạt bụi là một cõi lại đem số hạt bụi cõi phật đó nghiền nát làm bụi hạt bụi như vậy đều để trên bàn tay trái cầm đi về phương đông trải qua các thế giới nhiều như số hạt bụi bèn để xuống một hạt bụi đi về phương đông như vậy hết số hạt bụi đó phương nam tây bắc bốn hướng trên dưới cũng lại như thế như vậy hết thảy mười phương thế giới hoặc để hạt bụi và không để hạt bụi đều đem tập thành một cõi phật